Trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, dân tộc Tày có truyền thống sinh sống lâu đời trên các vùng núi cao Đông Bắc. Quá trình lịch sử phát triển của cộng đồng dân tộc Tày đã để lại nhiều đóng góp to lớn cho kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là các lễ hội, nghi lễ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mang tính cộng đồng cao. Ở tỉnh Bắc Cạn, cộng đồng dân tộc Tày sinh sống ở nhiều khu vực và đến nay vẫn còn giữ được những nét văn hóa truyền thống trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Các lễ hội, nghi lễ sinh hoạt văn hóa được lưu truyền qua nhiều đời, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó phải kể đến lễ cấp sắc Tào. Trong bản sắc văn hóa dân tộc và văn hóa tâm linh của dân tộc Tày, hai thế giới âm, dương tuy khác nhau nhưng luôn có mối liên kết chặt chẽ. Trước khát vọng khám phá và làm chủ tự nhiên trong sự hiểu biết hữu hạn của mình, dân tộc Tày cũng như các dân tộc khác thường có xu hướng tìm một con đường đi tắt đến tạo hóa. Họ đã sáng tạo ra những ông thầy như thầy cúng, thầy mo, thầy pháp, thầy then, có vai trò như cầu nối giữa con người và thần thánh. Các thầy thực ra là những tri thức trong cộng đồng, tự mình hoặc được cộng đồng ghi nhận, phủ thêm một lớp áo huyền bí như đại diện của trời đất, thánh thần để giúp con người chữa bệnh, tế lễ, thực hiện các nghi lễ tâm linh trọng đại của cộng đồng, là cầu nối phân xử mọi việc giữa hai thế giới âm, dương. Xếp theo thứ bậc, thầy Tào là bậc thầy cao nhất, được ví như nhị phẩm thượng thư, tuần sứ đại phu, kế đến là thầy Pật, rồi đến thầy Then. Vì thế, một người được công nhận làm thầy Tào phải có nhiều năm hành nghề tâm linh, thông thạo sử sách, có đạo đức tốt, được cộng đồng và những đồng môn ghi nhận, chúc phúc. Lễ cấp sắc Tào vì thế càng quan trọng và thiêng liêng đối với bản thân người được cấp sắc, với gia đình và cộng đồng. Công việc chính của thầy Tào là chủ trì các đám tang, các hoạt động tế tự lớn và thực hiện các nghi lễ khác như trừ tà, trục quỷ, cầu an, chọn ngày dựng nhà và đặc biệt đóng vai trò chính trong việc thực hiện các thủ tục như lễ cấp sắc. Anh Lường Văn Hỷ, thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, người đã hành nghề tâm linh được hơn 20 năm. Trong một gia đình có 5 đời làm Tào, sẽ được cấp sắc thêm một cấp bậc mới trong tông phái Tào, đồng thời được bổ nhiệm kế thừa sự nghiệp của cha, tiếp tục hành nghề tâm linh, nối nghiệp tổ tông. Lễ cấp sắc Tào được tổ chức với mục đích kết nạp thành viên mới hoặc nâng cấp bậc cho người hành nghề làm Tào. Đây còn là dịp để các thầy cúng tập huấn cho các đồng môn và biểu dương lực lượng của tông phái Tào. Bởi vậy, lễ cấp sắc Tào cũng được tổ chức với quy mô lớn như lễ cấp sắc Phật. Để được cấp sắc Tào, bản thân người được cấp sắc phải là người tinh thông chữ Hán, thông thuộc tục ngữ, ca dao và các nghi lễ, cũng như bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Thầy Tào cũng phải là người có đức độ, sẵn sàng phục vụ yêu cầu của các cư dân trong cộng đồng dân tộc của mình. Dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng, giàu hay nghèo, ông được coi là người có khả năng giao tiếp với Ngọc Hoàng, thế giới tâm linh, thế giới người đã mất nên có vai trò rất quan trọng. Một người được chọn làm thầy phải là người có dòng dõi và căn số, có sao chiếu mệnh tốt, luôn có lòng từ bi hướng thiện. Từ khi chưa chào đời đã như con nhộng còn nằm trong kén, được hấp thụ những tinh hoa Phật Pháp. Khi đã hội đủ những yếu tố cần thiết cho một thầy Tào, người ta bắt đầu làm lễ cấp sắc để chính thức công nhận thầy Tào đó. Kể cả cấp sắc hết bụt, lễ tôi là phải mi bụt mi Tào. Kể cả cấp sắc hết Tào, tôi phải mi bụt mi Tào. Bụt Tào là chẳng qua là bụt vào Tào, thế tôi ai tôi ngăn thôi. Bởi vì tức là đây là một con đường chẳng qua là Tào. Lễ cấp sắc Tào không có nghĩa là chỉ các thầy Tào có mặt, mà có cả bụt Tào là đại diện cho bên nội của người được cấp sắc. Bụt là đại diện cho bên ngoại. Bụt có vai trò như là quân lính dẫn đường để bên Tào thực hiện các nghi lễ quan trọng hơn. Tôi là Bụt cả thì chủ trì mọi việc trên mâm cúng Bụt.
Để tập hợp được các thầy Tào Pựt đông đủ như ngày hôm nay, phải chuẩn bị rất lâu và chứng tỏ phải có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa những người làm Tào Pựt trong địa phương của mình. Bằng cấm hoa này tôi cấp vừa hỉ thì tôi cấp vừa hàng xuyên hàng vạn binh mã nữa. Lễ cấp sắc diễn ra có sự tham gia đầy đủ của các thầy cúng có uy tín trong các tông phái Then, Tào, Phật và sư phụ của người được cấp sắc. Bên trong nhà lần lượt từ cao xuống thấp có 5 vị trí được trang trí và sắp đặt lễ vật bắt buộc. Bàn thờ tổ tiên, Ngọc Hoàng, bàn thờ các thành, Tào, Phật, bàn thờ tổ ti trong gia đình. Sư phụ cũng là thầy cúng cao nhất, thực hiện bài mở đầu lễ cấp sắc. Theo phong tục, có 9 công đoạn chính trong lễ cấp sắc, cũng là 9 bài then, bài diễn sướng khác nhau. Khi thực hiện nghi lễ cấp sắc Tào, cần thực hiện các bài cúng của hai bên Tào và Phật. Bên Tào là do các thầy Tào đảm nhận những việc quan trọng, đại diện cho tổ tiên bên nội của người được cấp sắc. Bên Phật gồm 1 Phật cả và 5 Phật phụ, đại diện cho bên ngoại. Đối với dân tộc Tài, những người làm Phật chủ yếu là những người nữ giới. Các thầy Phật với cây đàn tính của mình có nhiệm vụ thực hiện các bài then nghi lễ như mời tổ sư của tông phái Tào, các thần linh, tổ tiên về dự. Trong giai đoạn này, chủ yếu là làm phép tẩy uế, trấn yêu ma quỷ quái trong nhà. Thầy Phật phải thỉnh qua các cửa then như bắt phu lên đường, khảm hải, dâng lễ vật, dâng sớ, trình báo Ngọc Hoàng Thượng Đế, rước quan về cấp sắc và đón rước thần linh tổ tiên về dự. Trong quá trình thực hiện nghi lễ cấp sắc, nếu như thầy Tào có vai trò là đạo sĩ dân gian mang tính chất chính quy với sách cúng, sớ tấu bằng chữ Hán và phải có những người phụ giúp để thực hành các nghi thức, thì các bà thầy Phật có vai trò như là thầy Saman, người diễn sướng then trong các nghi lễ. Họ vừa là nghệ nhân hát dân ca, vừa có khả năng thoát và nhập hồn khi bước vào các cửa then. Trong lễ này, thầy Phật giữ vai trò chỉ đạo khi đi qua các cửa then để chiêu binh mã và chia binh mã cho người được cấp sắc. Trên đường đi thỉnh kinh, trình báo Ngọc Hoàng, xin ban binh mã cho người được cấp sắc, các thầy Phật phải đi qua rất nhiều mường khác nhau trong thế giới tâm linh của người Tài. Qua mỗi mường, các quân binh của Phật phải cúng tiền, hoa quả cho thế giới của người hoặc quỷ, thần tiên ngự ở mường đó. Ví dụ như qua mường của người chết trẻ thì cúng cho tiền, vàng, rượu, của cải. Qua mường của trẻ con chết thì cho hoa quả, cho tiền. Qua mường mộ, mường của những người chết bình thường thì cúng tiền, hoa quả, quần áo. Ngoài ra còn có các mường thầy, mường của các thầy cúng không có nhà cửa, mường yêu tinh, mường ma gà, rồi đến cửa đầm, mường tổ tiên sinh sống, cửa Bắc Đẩu Nam Tào. Để đến được cung tiên, các thầy Phật dẫn đường phải giải câu đố của người canh gác thế giới âm, sau đó phải đi qua các cửa hạn của đời người để giải hạn cho người được cấp sắc. Cuối cùng khi đến cung tiên sẽ là nghi thức trình báo tổ tiên của người Tào. Thầy Phật cả giới thiệu chức sắc của bản thân và thân thế của người được cấp sắc và xin phép cho người được cấp sắc được hành nghề Tào, xin ban cho âm binh để từ nay cứu giúp chúng sinh. Bên phía các thầy Phật có một giá làm bằng tre treo cao phía trần nhà. Bốn góc của giá có treo những tờ giấy hồng ghi bùa chú Nam Phương Cẩm Thủy, Đông Phương Cẩm Thủy, Bắc Phương Cẩm Thủy, Tây Phương Cẩm Thủy. Những bùa chú này được xem là có tác dụng phòng yêu ma, xua quỷ dữ không xâm nhập vào cung tiên, nơi các bà Phật đang ngự. Sau nghi lễ trình báo kết thúc, các bà Phật sẽ múa hát tạ thánh bằng cách tái hiện những nghi lễ dân gian trong các ngày hội xuân như ném yến, ném còn, tung hoa để mua vui cho sư tổ. Sau khi thầy Phật cả thực hiện xong nghi lễ, sẽ cùng với các thầy Tào thực hiện các nghi thức sắc phong cho người được cấp sắc, gồm đọc sớ tuyên thệ và sắc phong, tam hiến, cúng thủ lợn, mở mới bản thờ còn gọi là khay lầu, giải hạn cho cả gia đình, làng xóm và cuối cùng lễ tạ ơn và rút mã binh về.
Mỗi động tác, lời hát của thầy chủ trì buổi lễ đều được báo hiệu, phụ họa bằng tiếng chiêng, tiếng sắp nhạc trong không khí trang nghiêm và thành kính của những người đến dự. Trong những nghi thức trên, nghi thức sắc phong được coi là thời điểm cao trào của buổi lễ. Nghi thức sắc phong được các thầy chọn giờ đẹp để cử hành. Sư phụ của người được cấp sắc sẽ làm lễ tuyên thệ trước bàn thờ tổ tiên, đồng môn và dân bản. Sư phụ chủ trì buổi lễ đọc 10 điều giới luật cho người được cấp sắc nghe và tuyên thệ. Đó là phải cứu nhân độ thế, không phân biệt giàu nghèo, không tham tiền của, không dùng phép màu tâm linh làm điều mưu hại người, không kiêu ngạo, phải giúp đỡ mọi người, không thủ oán cá nhân, không mê sắc dục, phải khiêm tốn, hiền lành, tận tâm với nghề, với cộng đồng. Những điều này cho thấy yêu cầu khắt khe về mặt đạo đức đối với người được cấp sắc và tính nhân văn trong cấp sắc tài của người tài. Người được cấp sắc sẽ được sư phụ, bạn bè, người thân khoác lên vai những tấm vải hồng, chúc phúc cho cuộc đời gặp nhiều may mắn, hành nghề tâm linh, làm được nhiều việc tốt cho cộng đồng, làng xóm. Để trở thành thầy tào có âm binh, ấn tín cùng các vật thiêng hành nghề để đi làm phúc cho dương gian, bản làng, được chứng nhận là người có khả năng chủ trì các đám hiếu, tiến hành tổ chức nghi lễ cúng bái, cầu an trong đời sống tâm linh của cộng đồng, thì thầy then phải trải qua các nghi lễ cấp sắc theo đúng phong tục truyền thống của dân tộc. Mỗi thầy tào khi đi theo con đường hành nghề tâm linh sẽ phải trải qua 4 lần cấp sắc, tương đương với 4 bậc. Nghi lễ cấp sắc lần đầu là cấp chức ngũ phẩm tri phủ, tương đương quan chức thôn. Lễ cấp sắc lần thứ hai là cấp quan chức tứ phẩm, tương đương quan chức xã. Nghi lễ cấp sắc lần thứ ba là cấp sắc tam phẩm thống đốc, tương đương quan chức huyện. Nghi lễ cấp sắc lần cuối cùng là cấp chức quan nhị phẩm, tương đương với quan chức cấp tỉnh. Cũng có những người thầy tào có thể được tăng cấp vài bậc chỉ trong một lần tổ chức nghi lễ cấp sắc. Đó là những thầy tào đã hành nghề tâm linh lâu năm, có uy tín và được cộng đồng ghi nhận. Theo quan niệm của tổ tiên trong nghề truyền lại, thì sau mỗi lần được thăng chức, số lần binh mã được cai quản để phụ giúp các thầy trong quá trình đi hành lễ lại tăng thêm. Tầm tới con cách đây từ khoảng... theo mình biết là mình năm là năm đời rồi, đời mình là đời thứ 6 làm tàu. Nhà tôi năm đời làm tàu rồi, chuẩn bị cho lễ cấp sắc này phải mất 1 năm, tùy vào điều kiện của mỗi người. Hôm nay tôi được thăng chức thống đốc rồi, chức to rồi. Những người được cấp sắc từ nay sẽ nhận trọng trách nối nghiệp tổ tiên, thực hiện theo lời thề, không làm việc xấu, giúp đỡ người nghèo, không ham giàu. Người được cấp sắc phải làm việc thiện giúp bà con, giúp đời, phải thật tâm làm phúc. Cái này trai hỷ là thề là hết chân hết tâm lọ, là hết tâm tâm đức ở cân lọ, ở tùy nòng lọ, xã hội lọ. Đứa con ý là phân hữu là phải hết bệnh tì, vì người ăn tiền nhá. Lễ cấp sắc tàu ngày nay nhìn chung vẫn giữ nguyên được phong tục của cha ông người Tày ngày xưa, như các thế hệ đi trước đã truyền dạy. Vạn sự khởi đầu muốn bình an, theo lệ tổ tiên mới vinh quang hạnh phúc. Trắng đầy khói bình an, tàng xót tổ tiên lâu, trắng vinh quang hạnh phúc. Đối với người được cấp sắc thì đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc đời hành nghề của người thầy tào, được chứng nhận bởi thần linh, sư phụ và dân bản để từ nay có thể hành nghề làm tào, là chỗ dựa tâm linh cho cộng đồng làng xã. Trong phong tục của người Tày, cấp sắc không phải là một nghi lễ độc lập, bản thân trong đó đã bao hàm cả một số nghi lễ tâm linh khác như cầu phúc, cầu an nhằm trấn yên các thế lực tà ma làm hại con người. Bởi vậy, nghi lễ cấp sắc nói chung và nghi lễ cấp sắc Tào nói riêng mang những nét văn hóa tâm linh đặc sắc, ấn tượng nhất của cộng đồng người Tày, hướng con người tới những giá trị nhân văn cao quý, đồng thời thể hiện ước muốn và khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống, chế ngự và làm chủ thiên nhiên, rất cần được gìn giữ và bảo tồn.